Quý vị khách hàng ơi, ngày hôm nay Thẩm mỹ Ohio đã quay trở lại với một vị khách hàng đang trị giãn mao mạch ở vùng mặt. Khách hàng này của chúng tôi thì bị tình trạng giãn mao mạch trên toàn bộ cái khuôn mặt, rải rác trên khuôn mặt của mình. Chị cũng có chia sẻ là tình trạng này diễn ra cách đây rất là nhiều năm. Chị cũng đi chữa ở một số các cái cơ sở khác nhau rồi. Tuy nhiên là tình trạng này không dứt điểm và chỉ một thời gian sau là nó lại quay trở lại trên khuôn mặt của chị. Và ngày hôm nay thì chị quyết định là lựa chọn một cái địa điểm uy tín để có thể trị giãn mao mạch trên khuôn mặt của mình. Đó chính là Thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội. Và tại Thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi đang sử dụng công nghệ độc quyền là Mercury LX 2020 để có thể trị giãn mao mạch cho vị khách hàng của chúng tôi. Với công nghệ này thì tia laser sẽ tác động lên thành mạch, gây teo thành mạch và khắc phục tình trạng giãn mao mạch ngay lập tức. Và đây mới chỉ là buổi đầu tiên mà vị khách hàng trị liệu tại Thẩm mỹ Ohio với liệu trình giãn mao mạch thôi mà quý vị có thể theo dõi qua màn hình. Đó chính là khi tia laser tác động lên da của khách hàng thì cái giãn mao mạch của khách hàng, những cái tia máu đỏ thì co lại ngay lập tức và gần như là biến mất hoàn toàn ngay trên cái khuôn mặt khách hàng, đúng không ạ? Nếu như quý vị cũng đang có tình trạng giãn mao mạch hiện tại thì chúng ta sẽ để lại số điện thoại ở phía dưới comment này để các chuyên viên của chúng tôi có thể tư vấn và đưa ra liệu trình trị giãn mao mạch phù hợp nhất quý vị nhé. Và bây giờ thì livestream của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.